Ủa vậy là mình mua theo ruộng hay là sao cô? Mua theo đám gì đó. Đám. À cô mua cái đám này là hết nhiêu cô nhỉ? 3 triệu rưỡi. Là rộng không cô? Dạ. Vậy là tính ra giá cũng hơi cao hả cô ha? Nếu vậy mà là khoảng bao một bó vậy đó là cô dạch được một đôi chiếu không? À, 2 bó mới được đôi. 2 bó một đôi hả? Ừ. À dạ. Ủa mà cô cái này là người ta trồng luôn hay là người ta trồng. À, người ta trồng hả? Bắt người ta có người ta trồng đó. Dạ. Còn khô, nó nhộn màu rồi nó dệt. Ủa là cô gắn đây không cô? Nhà ở chùa Tà Bết đó. Chùa Tà Bết hả? À con biết rồi, chùa Tà Bết thì con biết. Thì có để cái cây đó, cây nhỏ nhỏ đó. Cô dạ. Đây là chiếu mà đây là cái những cọng lát mà được bữa hôm là thu hoạch để đem về dệt chiếu nè các bạn. Đây là để phơi dùng để dạ. Bà. Ủa bà, mình dệt chiếu này lâu 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 năm chưa bà? Lâu năm rồi. Dạ là được năm nay là năm thứ mấy rồi? Dệt ơi dệt của tôi còn nhỏ lắm. Dạ. Ủa bà mà nếu mà dệt gì một cái chiếu gì đó chiếu này người ta gọi là chiếu chiếu một thước, chiếu một thước hả? Ừ. Dạ chiếu thước sao cũng có nữa mà không có dệt. Dạ mà nếu dệt gì là khoảng bao lâu mới xong một cái lần giờ chừng 12 giờ trưa rồi. Dạ cái này gọi là khung dạp phải không? Dạ. Dạ. Giờ ta ít làm rồi. Dạ. Cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm dữ rồi, lâu dữ rồi. Đi làm mấy cái khác hết rồi ha? Đi làm công ty hết rồi. Dạ. Đi nhầm người ta làm hồ, nhầm người ta làm công ty. Còn cái này có truyền nghề cho con cái gì không cô? Nó cũng biết vậy. À dạ. Nó không dễ làm chứ đâu có khó gì đâu. Cô về cái dây này là dây gì cô nhỉ? Dây bố đó. Cái này dây bố hả? Dây bố là mình mua hay là mình mua một ký 85 ngàn. À dạ. Một ký đó mình dệt được khoảng mấy chứ? Chừng 6 đôi, một thứ 6 đôi, thứ 6 chừng 3 đôi rồi. À dạ. Rồi giờ nếu mà mình bán ra một cái chiếu vậy là khoảng nhiêu cô? Một đôi này chừng 150 thức hay một thước. Dạ. Tính ra là tốn công lắm. Tốn công không có lấy công làm lợi á. Dạ. Bữa hôm con thấy là mấy cô bên kia là ủa cái này là mình đi mua mà nữa mà phải không cô? Hả? Ba cái nguyên liệu này nè. Dạ. Lát này đi cắt. Đi cắt tươi sống cái lận. Sống cái luôn hả cô? Xa quá ha. Xa chứ đâu có gần đây đâu. Có đâu. Dạ. Không có lát dài đi tươi hằng sóc mới có. Dạ.
Ủa vậy là cái này là được hai đôi phải không cô? Không, con chiếc hai chiếc gì người ta tính đôi á. Một chiếc một đó hả? Rồi chiếc rồi đó. À dạ. Ủa thì con nghe nói là chiếu mà chiếu đôi với chiếu chiếu ấy là chiếu sao con? À, nó dày hơn hả? Chiếu đặt chiếu vịt mái khác, chiếu này đập tay là khác. Dạ. Chiếu này chiếu đập tay nữa. Dạ. Không con, con nhớ ở nhà mẹ con có mua cái máy đó, chiếu rất là dày á. Ừ. Đó là đâu có vịt bằng mái đó. À dạ. Là cái căng dây là hơi khó hả cô? Ừ. Bố này chấp căng em nè. Dạ. Chứ cái căng dây này đưa con vô con căng chứ chất quớt hết. Biết làm mới làm được chứ. Dạ. Mấy dụng cụ này mình cũng tự làm luôn hả con? Làm ơn đó. À. À, vậy là cái ngắn này nè. Cái ngắn đó là 6 tấc với 8 tấc. Có nhiều khổ khác nhau. Xong một đôi. Rồi con cảm ơn con nha.